Chị Quyên ơi, em thấy cái sáng kiến mà thu hồi bút tiêm insulin của Sanofi cực kỳ thú vị luôn. Chị có thể chia sẻ một chút xíu về cái góc nhìn của chị về cái sáng kiến này và tại sao Sanofi và chị lại quan tâm về chủ đề này ha? Cảm ơn em đã hỏi câu hỏi này. Thì giống như em cũng như các bạn cũng biết là chúng ta đang chứng kiến những cái sự ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và môi trường nó tác động như thế nào đến sức khỏe của con người ở những cái khía cạnh khác nhau. Thì đối với Sanofi, bên cạnh cái sứ mệnh là chăm sóc sức khỏe con người thì chúng tôi cũng có đặt ra những cái mục tiêu là làm thế nào để đóng góp một phần trong cái việc tìm ra các giải pháp để giảm thiểu những cái sự ảnh hưởng không mong muốn đến môi trường. Do vậy mà đối với chúng ta, cho dù chúng ta làm một cái gì đó, dù nhỏ đi chăng nữa, nó cũng phải có những cái sự đóng góp tích cực vào môi trường. Thì đó cũng chính là những cái tiền đề mà để đưa ra ý kiến, đưa vào cái sự phát triển bền vững của công ty. Đối với Sanofi thì cái sứ mệnh của chúng tôi là mong muốn tất cả các bệnh nhân ở Việt Nam có thể tiếp cận được với thuốc tốt. Do đó mà cái bài toán mà đặt ra cho chúng tôi là chúng tôi không thể giảm cái lượng insulin bán ra trên ngoài thị trường. Vậy thì làm sao chúng ta có thể giảm thiểu được cái sự tác động không mong muốn từ cái rác thải nhựa, từ cái bút tiêm insulin vào trong môi trường. Do đó chúng tôi mới nghĩ ra một cái sáng kiến là chúng ta sẽ thu hồi bút tiêm insulin sau khi mà bệnh nhân đã sử dụng xong. Và chúng tôi sẽ tiêu hủy cái bút tiêm đó một cách đúng cách. Hay quá chị, thực ra thì em nghĩ cái câu chuyện làm kinh doanh thì đúng là luôn luôn mình muốn là cái sản phẩm của mình được tiếp cận nhiều khách hàng nhất. Đặc biệt là những cái sản phẩm về y tế để người dân có thể tiếp cận được. Nhưng mà cái câu chuyện vẫn là làm sao để cân bằng những cái việc là phát triển kinh tế mà có thể bảo vệ được môi trường, giống như cái bảng Be Responsible mà chúng ta đứng ở đây. Chính xác là như vậy. Cảm ơn em. Be responsible cũng chính là những cái. Chị Quyên ơi, em rất là tò mò, không biết ai là người nghĩ ra cái sáng kiến này ha? Thì thật ra cái sáng kiến này nó cũng xảy ra một cách rất là tình cờ trong công việc thôi em. Nghĩa là trong một cái cuộc họp thường niên với lại ban giám đốc thì tụi chị bên phòng kinh doanh cũng có nhận được những cái mục tiêu phải hoàn thành trong năm, thì trong đó là cũng có những cái nhiệm vụ là phải đưa được cái thuốc insulin của công ty để cho bệnh nhân Việt Nam mình được tiếp cận nhiều hơn. Thì cái ý tưởng này nó cũng xuất phát, ồ nếu vậy thì mình làm gì để mà giảm thiểu được cái rác thải nhựa từ cái bút insulin này với cái số lượng mà mình sẽ có nhiệm vụ là mình sẽ mang đến cho bệnh nhân như vậy. Thế là cái ý tưởng về việc hay là mình thu hồi lại bút tiêm sau khi sử dụng và mình xử lý cái rác thải nhựa cho nó một cách đúng cách. Và chị đem cái ý tưởng này trao đổi với lại các bạn đồng nghiệp, những cái phòng ban có liên quan, thì các bạn cũng nhận được cái sự đồng tình của các bạn rất là nhiệt tình. Nên là đã thấy là cái đội nhóm mà dự án của chị được hình thành luôn. Chắc chắn thì khi mà triển khai những cái sáng kiến thì sẽ có rất là nhiều cái khó khăn thách thức á. Chị có thể chia sẻ một chút xíu về cái khó khăn thách thức mà sáng kiến cần phải giải quyết là gì không ạ? Chị nghĩ là để mà cái dự án nó thành công á, thì chúng ta sẽ có những cái đối tác cùng thực hiện và đưa cái dự án nó đi xa hơn và có những cái hiệu ứng nó tích cực. Nên là tụi chị nghĩ rằng là mình phải tìm những cái đối tác chiến lược để cùng thực hiện cái dự án này. Thì đầu tiên là may mắn là tụi chị có tập đoàn FPT Long Châu là chủ nhà thuốc, họ cũng có cùng những cái sứ mệnh vì cộng đồng. Khi mà trao đổi đến với Long Châu thì Long Châu nhận được cái sự ủng hộ rất là nhiệt tình của Long Châu. Sau đó thì mình phải tìm đối tác thu gom tại vì bút tiêm insulin sau khi sử dụng được phân loại là rác thải y tế, cho nên cái đối tác thu gom nó cũng hơi đặc thù. Chúng ta phải có cái đội ngũ. Ở Việt Nam mình thì cũng có rất là nhiều đội ngũ thu gom rác thải y tế, tuy nhiên mà để cho cái phần chi phí nó cũng vừa phải mà dự án nó có tính khả thi, thì may mắn là tụi chị tìm được một cái đối tác, đó là họ thu gom bằng đội ngũ bằng xe máy. Họ có trang bị những cái thiết bị dụng cụ cần thiết để thu gom nó từ của đội ngũ của công ty đô thị môi trường Hồ Chí Minh. Thì với cái đối tác này, tụi chị đã có thể đồng hành được với tụi chị để thu gom và tụi chị triển khai thí điểm trong hơn 150 nhà thuốc của tập đoàn Long Châu ở thành phố Hồ Chí Minh. Tức là hai cái đầu tiên là làm sao để tìm được đối tác phù hợp, cái thứ hai là tính khả thi của dự án. Khác như vậy. Vậy thì bây giờ mình cùng ngồi xuống để chia sẻ thêm được không chị? Chị Quyên ơi, cho em hỏi cái là ở Sanofi á, thì khi mà nhân viên có một cái sáng kiến hay ho thì cái cách tiếp cận nó sẽ như thế nào? Đối với cái ý tưởng của tụi chị á, thì khi mà mình lên kế hoạch sau rồi mình phân tích các cái số liệu, thì số liệu là bút tiêm mình sẽ thu gom được là bao nhiêu và mình xử lý nó như thế nào, quy trình xử lý mình chọn như thế nào, thì mình cảm thấy rất là phấn khởi. Và tim chị cảm thấy giống như là mình đang làm một cái hành động gì đó
một chút hành động nhỏ để bảo vệ môi trường, và nó cũng là mình cũng cảm giác giống như là nó đang làm một cái gì đó đóng góp cho công ty để phát triển bền vững hơn. Và khi mà tụi chị trình bày với lại công ty, với lại ban lãnh đạo, thì cái ý tưởng nó được đón nhận và chấp nhận ngay và được ủng hộ. Thì ở Sanofi có một cái văn hóa là trao quyền, thì mọi người, mọi nhân viên mình đều được trao quyền để mà mình làm những cái ý tưởng sáng tạo, những cái ý tưởng mới, mà đặc biệt là những cái ý tưởng mà nó đóng góp vô cái sự phát triển bền vững của công ty. Cho em hỏi thêm là hồi nãy chị có nhắc tới một cái đối tác là FPT Long Châu, thì không biết tại sao chị lại chọn đối tác này để làm đồng hành cùng chiến dịch của mình ha? FPT Long Châu là một đối tác chiến lược lâu năm của Sanofi, và hiện tại FPT Long Châu họ cũng có những cái sứ mệnh và họ có những cái hoạt động vì môi trường, vì cộng đồng. Cho nên khi mà tụi chị trình bày cái ý tưởng này với họ thì họ họ cũng cảm thấy rằng là đó cũng chính là những cái vai trò và nhiệm vụ mà họ đang đặt ra, thì tụi chị quyết định ngay, ok, mình sẽ thí điểm nó và mình sẽ làm nó trước tiên là ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì em cũng biết đó, ở Việt Nam mình có gần hơn 5 triệu bệnh nhân đái tháo đường. Thì Sanofi và FPT Long Châu mong muốn là với nhiều triệu bệnh nhân mà đang phải sống chung với bệnh đái tháo đường như vậy, cùng chung tay đóng góp với hưởng ứng cái chiến lược chiến dịch này của Sanofi và Long Châu để mình có thể gom lại được một cái số lượng rác thải nhựa từ phút tiêm sau khi sử dụng, và mình để tránh nó không bị chôn lấp ở trong cái môi trường của chúng ta và giảm thiểu được cái lượng rác thải mà ảnh hưởng đến cái môi trường của chúng ta. Thì em nghĩ cái cách tiếp cận về hợp tác khá là tốt về góc độ là làm sao để cùng hợp lực với nhau để làm, thay vì là tự làm với nhau, tự làm một mình về những cái sáng kiến này ha chị Đúng ha. rồi đó em.